Thứ nhất là Luraco là người Việt Nam, run bởi một gia đình rất là có học thức, và trường đại học đã chứng nhận là cái ghế Luraco là cái ghế mà có thể vật lý trị liệu được. Vì vậy cho nên cái ghế Luraco tôi rất là gọi là hài lòng về cái ghế này. Thì tôi cũng có khuyên là mọi người, nếu mà nghe tôi không thì không đủ, nhưng mà đi thử. Khi mà trước khi mua đừng có nghe là đồ của Nhật tốt, đồ của Pháp tốt, đồ của ai tốt. Nhưng mà mình phải, đồ tốt nhất là cái đồ mà nó hợp ý mình, mà nó có nhiều cái chức năng mà có thể làm cho mình hài lòng. Thứ ba là mình phải đòi hỏi coi là cái customer service của họ như thế nào nữa. Theo tôi được biết, customer service của Luraco là top the line, tại vì local ở nước Mỹ này. Thứ nhất, thứ nhì là họ nói được tiếng Việt Nam. Sản xuất và chế tạo tại Mỹ luôn. Sản xuất và chế tạo tại Mỹ.